Xin chào các bạn, bây giờ mình đã quay lại sau khi mình đã tạo ra được cái một loạt cái lốc thành công rồi nha các bạn. Bạn tạo lốc y như trong hình của mình nha. Bây giờ mình sẽ đi qua một bước tiếp theo là mình sẽ đi qua bước extrude 2D block thành 3D block. Thì trước khi đi qua bước extrude này thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn á, là mình sẽ di chuyển tất cả các vertex mình vừa tạo ban nãy về mặt phẳng xếp bằng 5. Các bạn nhập cho mình vào tab blocking, chọn vào move vertex, các bạn chọn cho mình vào set location, các bạn bỏ cho mình cái vertex 19 này đi. Bây giờ bỏ tích vào modify chính x, mình tích vào modify set, các bạn gõ 5 ở đây cho mình 5 chứ, các bạn gõ cho mình chuột trái vào lúc này, các bạn nhấn chữ V cho mình. Nhầm 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 mình nên nhấn chữ V cho mình. Như vậy chữ V nghĩa là mình chọn tất cả các điểm mình đang làm việc với chúng, nhấn chuột trái vào nút Apply. Như vậy mình vừa di chuyển tất cả các điểm về mặt phẳng xếp bằng 5. Bây giờ mình có thể extrude cho nó block 2D hay block 3D rồi. Các bạn vào tab blocking, chọn nút đầu tiên create block, các bạn chọn nút 2D to 3D, các bạn chọn method là translate, các bạn chọn Z đây là 5, chuột trái vào nút Apply. Như vậy là mình vừa extrude là block 2D hay block 3D rồi. Bây giờ mình có thể đi qua bước tiếp theo rồi nha các bạn.